CD thơ Mẹ của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, như ta đã biết, nhân loại ở thế kỷ 21 này ở nhiều nước họ rất ngại sinh con, nuôi con, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển. Vì sao vậy? Chắc chúng ta đã biết sinh con và nuôi con là một kỳ công khổ cực và tốn kém. Không những tốn kém về quỹ tài chính của họ mà còn tốn kém quỹ thời gian rất kinh khủng. Người ta sống phải chạy theo thời gian, phải cạnh tranh nghề nghiệp, lo cho sự nghiệp và công ăn việc làm liên tục, nên họ rất ngán ngại nuôi con. Ngoài ra, sinh con còn dễ khiến cho người mẹ mau phai tàn nhan sắc, nên họ không mấy mặn mà. Họ nghĩ có phần cũng đúng về phương diện thẩm mỹ, tài chính, những nhu cầu thời gian rảnh rỗi cho cá nhân. Và sự nghiệp, họ sống hiện thực cho cá nhân, cho bản thân nhiều hơn là nghĩ đến những gì xa hơn ngoài họ. Nhưng đó có thể là lối sống suy nghĩ thiền cận, có phần ích kỷ của một số người có đủ điều kiện nhưng lại không muốn sinh con. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích công dân của họ tăng sinh đẻ, để dân số không bị sụt giảm và không bị già cỗi. Dù khoa học hoàn toàn có thể tạo ra con người hoàn chỉnh từ phòng thí nghiệm, thậm chí chỉ là tạo ra hàng loạt con người chỉ từ một mảnh da của ai đó, nhưng đó sẽ là những con người không có tình cảm, không có quan hệ huyết thống họ hàng, và nhất là họ chỉ biết nghe theo lời của người tạo ra chúng, điều khiển chúng, chứ không chắc sẽ có nhân tâm và đạo đức. Nói như thế để thấy rằng cha mẹ ta đã nuôi ta từ tấm bé đến khi ta thành người là một kỳ công, kỳ tích và kỳ tình, với tất cả tình thương yêu đặt vào ta, để rồi dồn tất cả thời gian, công sức và của cải để lo cái ăn, cái mặc cho ta từng ngày, lo cho ta những khi ta ốm đau, lo cho ta đi từng nấc thang đời để ta bước lên với tất cả yêu thương và kỳ vọng là đời ta sẽ trở nên sáng lạn hơn cả cuộc đời mà cha mẹ ta đã và đang sống. Có nghĩa là cha mẹ ta đã xem thân thể của ta và cuộc đời của ta sau này còn hơn cả bản thân và cuộc đời của họ. Ít có cha mẹ nào cứ bo bo giữ của vì không muốn lo cho con ăn học, và càng ít có cha mẹ nào từ chối bán hết của cải để lo cho con nếu cần khi con lâm bệnh. Thậm chí là còn phải đi vay mượn để lo cho con. Ở chiều ngược lại, rất ít khi ta thấy có người con nào xả thân cho cha mẹ được như thế. Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con không những là tình máu mủ ruột rà mà còn là thế hệ nối truyền, là phiên bản của đời người truyền lại cho đời sau của mình. Sau khi họ không còn hiện diện trên thế gian này nữa, đó là một tình cảm, một trách nhiệm thiêng liêng mà dù chỉ là những cây cỏ dại, chúng cũng biết tạo ra những hạt mầm tốt nhất để truyền lại đời sau. Những hạt mầm ấy rất lẻ loi và tự thân tất cả, còn ta, mẹ, mẹ là tiếng thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Mẹ chăm chút cho đời ta ngay từ khi ta chưa sinh ra trên đời này, cho đến khi ta lớn, ta khôn, ánh mắt và tâm tình của mẹ vẫn luôn dõi theo bóng ta đi. Mẹ buồn hay vui, đau khổ hay sung sướng, cũng cùng theo nhịp khổ đau hay sung sướng của lòng ta. Cứ thế cho đến ngày mẹ như sắp xa ta, vẫn còn quan tâm và dặn dò ta ở lại,
ta lo cho mẹ sắp phải đi xa. Ta quan tâm đến mẹ, ta khóc vì mẹ. Mẹ vẫn khuyên ta hãy lo cho đời ta, đừng lo cho đời mẹ. Ta thường gọi trời bằng sự kính nể cao siêu để cầu mong Phật trời cho ta nhiều thứ. Nhưng có lẽ ta cũng nên xem mẹ ta là ngang như thế, bởi chỉ có chính mẹ ta mới là người đã cho ta có được cuộc đời này. Và đây là tập thơ chỉ viết về mẹ với những suy nghĩ và tình cảm dành cho mẹ. Bạn sẽ đọc và thấy thấm thía trong nhiều lời thơ của tác giả, cũng giống như một phần tình cảm tốt đẹp của bạn và đang dành cho chính mẹ của mình. Đây là lời giới thiệu trong tập thơ Mẹ của Thạc sĩ Ngô Thị Nhã Châu. Tập thơ này ra đời năm 2014. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Mẹ với các giọng diễn ngâm Hoàng Đức Thâm, Thu Thủy, Phạm Thạch, Nhật Quỳnh và Thủy Dương. CD thơ Nhìn Những Mùa Thu Đi của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trích bài giới thiệu của thạc sĩ Ngô Thị Nhã Châu đã viết lời giới thiệu trong tập thơ Nhìn Những Mùa Thu Đi của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Chị viết: khi thu đến, cả trời đất đầy sắc màu sặc sỡ, cả không gian vàng chói rất rực rỡ huy hoàng. Rồi trời cũng nhẹ nắng để chỉ dịu dịu ấm áp mây trời lãng đãng sương mờ giăng lối. Mưa cũng nhẹ nhẹ rơi cho có chút lạnh, càng về cuối thu càng se lạnh. Thu rất tình tứ, thu gợi niềm yêu thương và thu mộng mơ là thế. Nhưng rồi càng về cuối thu, lá úa vàng rơi rụng càng nhiều, trời xanh như cao hơn, gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng lại, không gian như chết, và những cây với bao lá vàng đẹp chói chang lộng lẫy hôm nào giờ như im lìm, đứng buồn nhìn lá cứ rơi rụng cho đến trơ trọi nhánh cành. Thu gợi nhớ thương và tiếc nuối, thu mang đến cho lòng người nỗi buồn tàn, thu héo úa và rơi rụng, một nỗi đau lớn khi cảm nhận về thời gian và sự mất mát của đời người. Khi ta vui thì dù cảnh vật có buồn đau cũng không mấy làm cho ta buồn, và khi lòng ta vui thì cảnh đẹp, trời đẹp, thời tiết đẹp chắc cũng sẽ làm cho lòng ta vui hơn rất nhiều. Cũng giống như đời ta khi còn trẻ vậy, nội lúc trong ta còn sung mãn, ước mơ trong ta còn nhiều, nên buồn ít len lỏi vào và trú ngụ lâu dài được trong ta. Dành chút ít thời gian để suy nghĩ về đời người, về quá khứ và tương lai, nhất là những ai đang độ tuổi xuân sắp đi qua, ta không khỏi chạnh lòng nghĩ ngợi về đời ta. Và đó là những gì vời vợi, man mát, buồn sâu kín trong những tâm hồn đa cảm của chúng ta, như có trong tập thơ này. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Nhìn Những Mùa Thu Đi của tác
tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim qua các giọng diễn ngâm Kim Luyên, Đức Tâm, Phan Xuân Thi, Nhật Quỳnh và Thùy Dương. Tình Xuân của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa các bạn, nếu các bạn cùng lứa tuổi với tôi hay lớn hơn tôi thì trong chúng ta hẳn có lắm người đôi lúc sẽ bồi hồi tiếc nuối và ước gì ta được trở lại thời tuổi trẻ thanh xuân của mình. Cho dẫu là ngày ấy đời ta có khó nhọc, có thiếu thốn đi nữa, nhưng ta đã như một bông hoa mới nở rất tươi đẹp giữa trời đất, với đầy hương sắc kiều diễm và luôn ngẩng cao đầu vươn lên trong khoảng trời đất bao la rộng mở. Khi tuổi đời ta sắp già hay đã già, bạn sẽ thấy ngoại trừ tri thức mà ta đã góp nhặt, đã thu lượm được trong quá trình học tập và trong cuộc sống này là đã được thêm nhiều hơn. Còn lại tất cả những thứ khác trong ta như đang vơi dần và ngày càng tàn tạ. Từ khuôn mặt, đôi má, ánh mắt, làn môi, dáng đứng, tướng đi, làn da, mái tóc rất trẻ trung, tươi đẹp của ta ngày nào thì giờ đây, ôi thôi, tất cả mọi thứ trong người ta, của ta, thời gian cứ lấy đi mãi và sẽ còn tiếp tục lấy đi nữa, sẽ không dừng lại và sẽ lấy hết cho đến lúc không còn gì là của ta nữa. Người đời hay dùng từ đẹp lão để chỉ những người đã lớn tuổi mà hình hài sáng vóc như vẫn còn đẹp. Nhưng 10 lần cái vẻ đẹp lão ấy cũng không bằng vóc dáng cường tráng của một chàng trai hay thân hình kiều diễm của một cô gái đang thuở xuân thì. Vì thế nên ngôn từ cũng đã chỉ rõ để cho ta không phải đắn đo so sánh gì nữa giữa cái đẹp của người già và người trẻ. Đẹp lão ở một bên và trẻ đẹp thì ở một bên khác vậy. Đó là ta chỉ nói cái đẹp của dáng vẻ bên ngoài, còn ở bên trong cơ thể thì người già và người trẻ cũng khác xa nhau cả trời vực. Các cơ quan bộ phận trong người già, các chức năng bộ máy đang dần đi đến chỗ rã rời hư hỏng, về mặt tinh thần cũng không khác thế bao nhiêu. Những ước mơ, lòng hăng say hoạt động, ý chí vươn lên để đạt những ước mơ đó cũng đã mai một đi nhiều. Ta đành chấp nhận như thế, tạo hóa đã sinh ra ta là phải thế. Cũng như mùa xuân vậy, chẳng có nơi nào trên thế gian này không có hoa tươi thắm nở. Cây không đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, mà mùa đông lại có đầy rẫy những thứ ấy. Và chắc
cũng chẳng có nơi nào trên thế gian này mà mùa xuân lại im lìm, vạn vật như lặng lẽ âm thầm nằm yên chịu đựng, để rồi mùa đông sự sống lại bừng lên rộn rã. Đời người cũng ví như bốn mùa trong năm của trời đất: xuân tươi trẻ đẹp đẽ biết bao, xuân đầy nhựa sống, xuân chứa đựng đầy tiềm năng, nguồn sống và động lực sống của cây cỏ và muôn loài. Chúng sẽ cho hoa thơm và trái ngọt, để rồi sang thu cây cỏ lại úa tàn rụng rơi, và đến đông thì chúng chỉ còn biết thu mình đứng đợi sang một chu kỳ khác của đất trời. Nhân sinh không có chu kỳ tuần hoàn như thế, xuân đến, xuân đi, xuân không còn trở lại, thu tàn tạ và đến đông thì như sắp hết. Tuy vậy, trong suốt cuộc đời người sẽ có hàng 60-70 mùa xuân của đất trời sẽ đến với ta. Nhìn cảnh đất trời bừng nở đầy hoa tươi đẹp, nắng xuân ấm áp, gió xuân êm đềm, đời như không còn giông bão. Thế nên dù là người già hay người trẻ thì mùa xuân cũng sẽ mang đến cho ta thêm nhiều niềm vui và động lực để ta vui sống và tiếp tục vươn lên. Đó là hợp với quy luật tuần hoàn của tạo hóa. Đó là ta chỉ nói về xuân của đất trời đối với ta. Còn riêng ta, ta cũng có thể tự dựng xây cho mình những khoảng trời xuân của lòng ta. Tập thơ thứ hai của tác giả viết về mùa xuân và Tết, tôi thấy lòng mình cũng phơi phới theo từng lời thơ đón xuân vui Tết của tác giả. Để nhớ và để quên, để vui và để mơ ước, tất cả những điều ấy như tạo cho ta niềm vui tươi, động lực cho đời mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị CD Tình Xuân của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim qua các giọng diễn ngâm Đức Tâm, Bích Ngọc, Ngọc Quang, Thu Thủy, Phạm Thạch và Thùy Dương. Về nghe tiếng thơ của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, trời đất cứ xoay vần hết hạ sang thu, đến đông tàn rồi trở lại mùa xuân với tiết trời ấm áp. Vạn vật như bừng tỉnh, cỏ cây hoa lá đều đâm chồi nảy lộc, vươn lên để cho những hoa thơm và trái ngọt. Muôn loài cũng theo đó mà mừng vui và sinh sôi nảy nở. Thời gian thấm thoát cứ tuần tự trôi đi, nếu ta lấy chu kỳ chỉ một năm thì mùa xuân là khởi đầu cho sự bừng lên của cây cỏ sau một mùa đông lạnh lẽo. Chúng âm thầm chìm đắm trong gió sương hay tuyết giá, rồi sự tăng trưởng và phát triển liên tiếp trong mùa hạ và cho đến cuối mùa thu thì cỏ cây hoa lá lại tàn tạ chơ vơ trơ mình trong gió lạnh mùa đông. Dường như những gì khởi đầu cho sự sung túc và thịnh vượng cũng đều bắt đầu từ sự tàn tạ xác xơ thì phải. Phải chăng
tạo hóa đã cố tạo ra những nghịch cảnh, những trở ngăn để ngăn cản con đường đi lên theo chiều thẳng đứng của mọi thứ, mọi giống loài, như muốn thách thức cho những quá trình phát triển và vùi chôn không chút xót thương những thứ sẽ bị diệt vong trên thế gian này. Thế nên những sự đổ vỡ, những thất bại, những gì điêu tàn xác xơ, những buồn rầu, những đớn đau mà muôn loài và ngay cả chúng ta nếu có gặp phải, thì đó cũng chỉ là những lẽ thường đời mà ta dễ thường sẽ gặp. Rút bỏ những đau thương, cam lòng chịu đựng để được tồn tại và rồi cố gắng vươn lên khi gặp điều kiện thuận lợi. Đó là nguyên tắc sống của các loài và ngay cả loài cỏ dại ở nơi ruộng đồng hay nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc thậm chí là trên sa mạc mênh mông nóng bỏng. Chúng cũng biết rõ điều đó. Đời ai cũng có những khổ đau buồn rầu, ngay cả khi không có chuyện gì từ bên ngoài tác động làm cho ta phải buồn đau, thì từ nơi thâm tâm ta cứ nhìn năm tháng đi qua, nhìn cuộc đời mình như ngày càng bị thu ngắn lại, thì lòng ai cũng thấy như có một nỗi buồn thầm kín trong lòng mình. Nhất là với những người lớn và cao tuổi, càng lớn tuổi càng nhiều suy nghĩ thì nỗi buồn ấy như ngày càng lớn thêm lên thì phải. Đành rằng sống trong cuộc đời này chẳng ai muốn mình phải buồn, chẳng ai muốn mình gặp phải những điều bất hạnh khổ đau. Nhưng khi đang gặp phải bất hạnh khổ đau buồn rầu mà ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn nuôi ý chí vươn lên, thì đó là lẽ sống mà ai cũng phải biết và giữ lấy cho mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn CD thơ Đêm Về Nghe Tiếng Thơ của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim, qua các giọng diễn ngâm Đức Tâm, Bích Ngọc, Thu Thủy, Ngọc Quang, Phạm Thạch và nghệ sĩ Thủy Dương. Xét về dòng thơ của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Tôi, một người lính già, người đã trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giờ may mắn còn được sống bên cháu con đến tuổi này. Niềm vui lớn nhất của tôi là còn được hồi tưởng nhớ lại những trận đánh, những chiến địa năm xưa, nhớ các đồng đội đã hy sinh, nhớ các bạn chiến đấu đang còn sống. Được đọc sách, đọc báo, đọc thơ, nghe thơ và thỉnh thoảng cũng làm thơ. Nhân có người bạn không phải là tác giả, chỉ tôi xem kênh YouTube Đêm Về Nghe Tiếng Thơ, và người bạn ấy cũng tặng cho tôi vài tập thơ của tác giả. Tôi nghe thơ và đọc thơ thấy thích quá nên viết những dòng cảm nhận về một vài tập thơ trong chương trình này. Về tập thơ Mẹ, với những bài thơ Mẹ là tất cả. Trong tập thơ này, tác giả đã viết đến 4 bài cùng với tựa đề Mẹ là tất cả và 5 bài với tựa đề là Lòng Mẹ. Tôi phải nói với các bạn là từ trước đến giờ tôi chưa được biết có nhà thơ nào viết về mẹ mà nhấn mạnh đến nhiều lần Mẹ là tất cả như thế. Tôi cũng chưa được biết có nhà thơ, nhà văn nào
lại dám đem vào thơ, vào văn của mình cái ý nghĩ là xem mẹ ngang với Phật, cả Chúa và cả trời. Có thể là do họ không có cái ý nghĩ chính xác này. Không thể quên rằng chính mẹ của ta là người đã mang nặng đè đau, phải chăm nom lo lắng cho ta từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, đã hết lòng vì ta mà có khi không tiếc đến cả cuộc đời và tấm thân của mẹ, nên ta mới có được trên đời này. Đúng như lời thơ trong những bài thơ Mẹ là tất cả của tác giả. Thật vậy các bạn à, nếu có kiến thức và suy nghĩ cho tường tận mọi vấn đề, đừng để bị chi phối bởi lời nói của bất kỳ ai, đừng tin vào bất kỳ ai, cho dù họ có nói năng hay như thế nào cũng kệ họ. Và ta chỉ tin vào những gì thực tế, những gì có thật, những gì ta hiểu biết chính xác. Thì tôi tin là các bạn sẽ thấy rằng lời thơ của tác giả là rất có lý. Bạn có thể thắc mắc rằng trong đời này cũng có những điều huyền bí do một lực siêu nhiên nào đó tác động vào cuộc đời của bạn. Thí dụ như những trường hợp may mắn của người này hay rủi ro của người kia mà bạn cho rằng do trời sắp đặt. Thì khi bạn hiểu sâu về xác suất thống kê, và nhất là khi bạn hiểu về những phản ứng của từng người trong cùng một sự việc, cùng một hoàn cảnh, sẽ là không ai giống ai cả. Và chính vì cái sự không ai giống ai này mà đã tạo ra cái mà người ta gọi là số mệnh. Do ông trời bắt người ta phải thế này hay thế khác. Ta được hay mất cũng đều do trời cho hay trời lấy đi. Nhưng kỳ thực tất cả mọi việc đến với ta, số tốt cũng đều là do ta, tại ta. Mà có khi lúc đó ta không lưu ý và ta không nhớ, không chú ý, nên khi có hậu quả không như ý, không tốt, thì ta lại cho là do trời, do số mệnh. Ngộ ra được điều trên đây sẽ khiến cho ta tin vào chính ta. Đời ta là do ta. Ta làm một việc gì thường cũng có để lại một kết quả, một hậu quả. Và hậu quả tốt hay xấu ấy là cũng do ta mà ra. Người ta nói luật nhân quả là như vậy, chứ cũng không phải do trời trả oán, báo ân gì do ta cả. Mà khi ta làm điều tốt thì thường hậu quả của điều tốt đó, hành động tốt đó sẽ là tốt với ta và ngược lại. Hiểu ra điều này thật ra đâu phải là khó. Và ta cũng sẽ nực cười khi đời này có một số những người cứ đi chùa cúng bái, dâng lễ vật, quỳ lạy, mong được ban ơn, ban phước cho họ. Thậm chí là họ còn khấn nguyện cho họ thành công, thắng lợi, mà sự thành công của họ là đang đạp đổ người khác, đang lừa đảo, cướp giật, là gây ra những nỗi khổ đau cho người khác. Thử hỏi có trời Phật nào mà bất công đến mức giúp người này rồi lại làm hại cho người khác? Mà giả sử như có trời Phật nhận lễ vật của người này rồi hại người khác, chỉ ban ơn, ban phước cho người cống nạp nhiều lễ vật, đó là suy nghĩ sai lầm. Những năm gần đây, nhìn vào không khí các lễ hội, thấy người ta chen chúc, dẫm đạp lên nhau khi đi cúng bái các đình chùa, mà thấy tâm địa, lương tâm, kiến thức và sự hiểu biết của một số không ít người mà ngán ngẩm cho con người thời nay. Họ không cần phải rèn tài, luyện đức, giữ tâm trong sáng, để sống trong sáng và phụng sự cho đời, mà họ chỉ mong đi theo con đường chạy trọt, lo lót, gian lận, giành giật nhau, bất kể đến phải trái, để mong dành phần cho mình mà bất kể đến ai. Nên họ không còn biết đến đạo nghĩa ở đời, không còn biết thế nào là công bằng, là lẽ phải, không còn biết đến các mối quan hệ tốt giữa người và người, để sống cho xứng với khuôn mặt người của họ,
và cũng không thiếu những kẻ như quên ơn đấng sinh thành của họ mà chỉ nghĩ đến danh lợi. Để cho con người sống với một đức tin vừa phải, đừng quá tin vào những lời nhảm nhí của những kẻ lợi dụng tôn giáo để trục lợi, hay những lòng mê tín quá đáng mà quên đi cuộc đời thật mình đang sống. Quên đi những người tốt, những người đã dày ơn với cuộc đời mình. Có lẽ nền văn hóa, nền giáo dục thời nay phải có cách để đưa một bộ phận không ít con người đã sa vào thế giới tâm linh quá nặng trở về với cuộc đời thật, với những hiểu biết và những niềm tin có cơ sở vững chắc, thì có lẽ những bài thơ về mẹ là tất cả trong tập thơ này là một minh chứng hùng hồn cho điều đó vậy. Những bài thơ Con xa mẹ trong thời chinh chiến. Tôi là một người lính, người lính đã xa gia đình và xa mẹ từ những ngày mới lớn, rồi đi chiến dịch ở những nơi xa xôi, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, hết chiến trường này lại đến chiến trường khác, xong trận đánh này thì lại có trận đánh khác, mà mỗi trận đánh là một nỗi niềm chịu nặng trong lòng, không biết mình có còn nguyên vẹn, có còn gặp lại cha mẹ của mình nữa không, và lòng cũng luôn chịu nặng khi mong mỏi hòa bình sẽ sớm đến để mình còn được về sống bên cha mẹ như những ngày nào. Mà mỗi khi ở nơi rừng núi xa xôi nhớ đến cảnh những ngày đoàn tụ quây quần bên mẹ, thì lòng như không cầm được, nước mắt cứ rơi. Và có lẽ là mẹ tôi những lúc ấy ở nhà, chắc bà cũng sẽ càng nhớ thương tôi, càng lo cho tôi hơn chính tôi nữa. Và tôi tin rằng bà mẹ nào cũng sẽ là như thế. Tôi và nhiều đồng đội của tôi và nhiều người lính khác có được cái may mắn còn được về với mẹ. Nhưng có biết bao nhiêu là người lính không có cái diễm phúc ấy. Và như thế cũng sẽ có biết bao nhiêu người mẹ phải mòn mỏi đợi chờ, có khi hàng chục năm hay chờ đến suốt cả đời mà cũng không được thấy đứa con thân yêu của mình trở về. Thậm chí là không có một tin tức nào về con của mình. Tôi và nhiều người lính như tôi khi trở về còn gặp được mẹ, nhưng có biết bao nhiêu người lính khi trở về thì mẹ không còn nữa. Trong những tháng năm chiến tranh, đời sống gian lao, khổ cực, khi những người trai là trụ cột lao động của gia đình phải ra đi, thì bao nhiêu việc mưu sinh nặng nhọc hàng ngày lại dồn lên chỉ còn có đôi vai người mẹ, người vợ phải làm. Đời sống cơ cực và những nạn tai vì bom đạn, có biết bao nhiêu người vợ, người mẹ phải ra đi trước khi gặp lại chồng, gặp lại đứa con thân yêu của mình. Ta cũng biết rằng trong số rất nhiều người trai trẻ phải bỏ mình vì chiến tranh ấy, có biết bao người là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, hay chỉ mới vừa rời ghế nhà trường là phải vào vùng chiến sự và đã không còn về được nữa. Đây được xem như là những thiếu niên vừa mới rời khỏi vòng tay yêu thương trìu mến của mẹ hiền, thì mẹ đã vĩnh viễn phải lìa xa đứa con thân yêu ấy. Hay là khi chiến tranh kết thúc rồi, những người con ấy sau những năm tháng rời xa mẹ chỉ mong được trở về, được nhìn thấy mẹ thương yêu của mình ngày nào. Thế mà chỉ một lần rời xa mẹ thì khi trở về họ đã không còn được nhìn thấy mẹ của mình nữa. Tôi viết đến đây thì mắt của tôi vẫn còn dâng trào rộng lệ cảm thương cho bao đồng đội của tôi và biết bao những người lính trẻ đã rơi vào tình cảnh ấy. Và khi đọc những dòng thơ của tác giả, làm sao ta không rung động? Nếu bạn là những người may mắn được sống trong cảnh yên bình, không phải xa mẹ và không phải chịu cảnh mất mẹ như những người lính trẻ kia, tôi nghĩ là các bạn còn phải thương cảm cho họ nhiều hơn tôi nữa. Vì đã là người
thì ta sống phải thấu hiểu nỗi lòng của người khác, nhất là khi ta biết đó là những nỗi đau đến tận cùng, dù người đó có không phải là thân thích của ta. Thơ mà đã đem lại những cảm xúc, những tình cảm đẹp như thế cho người biết thương người, biết cảm thông và thương xót, biết xót xa cho ai đó, thì đó mới thật là thơ. Huống chi là những bài thơ của tác giả đã nói lên rất nhiều nỗi đau khiến cho lòng ta thương cảm như muốn rơi lệ. Thương cho những phận người không được may mắn như ta. Với chữ mẹ và chữ con trong tập thơ này, đây là phần cuối cùng tôi muốn nói về tập thơ này khi tôi có biết đôi chút về tác giả. Nếu bạn đã nghe hết video này, chắc bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng xuyên suốt những bài thơ trên, chữ mẹ mà tác giả dùng trong những bài thơ đó như là mẹ chung của mọi người. Nếu mẹ không là mẹ của người này thì mẹ cũng sẽ là mẹ của những ai đó trên đời này. Và từ con cũng là như thế. Nếu người con ấy không là con của người mẹ này thì cũng sẽ là con của những bà mẹ khác. Tôi ngạc nhiên khi biết như không có bài thơ nào mà tôi chắc chắn là tác giả chỉ viết riêng cho mẹ của mình. Sao lại là như thế? Ai cũng có mẹ, và mẹ của bất kỳ ai cũng sẽ có rất nhiều kỷ niệm với người đó. Và khi tôi đọc xong tập thơ mẹ thì tôi mới biết ra một lẽ là trong video đưa lên cho mọi người nghe thì tác giả đã cố tránh không nói đến mẹ của mình. Phải chăng trên đời này những gì quý báu nhất thì ít khi người ta đem ra khoe, mà họ thường cất sâu, giữ kín trong lòng của mình. Âu đó cũng là một lẽ sống trong tâm hồn của những người không nói về mình. Và đây là những bài thơ thật sự tác giả viết về mẹ của mình. Chúng ta hãy cùng nghe tác giả nói về mẹ của mình. Mẹ sinh con. Mẹ sinh con giữa ruộng, trong một buổi đi cày. Mẹ đã sinh con rớt, con chưa đủ tháng ngày, con cũng chưa đủ ký từ lúc mới sinh ra. Đời đã không như ý, chẳng được như người ta. Mẹ luôn phải vất vả, vẫn phải đi làm xa. Con vừa tròn 2 tháng, con ở lại với bà. Con đành dứt sữa mẹ, nhà nghèo không sữa bình. Cũng không ai bú thép, con sống rất bấp bênh. Con lớn bằng nước cháo, nước cơm pha chút đường. Con đành chịu ốm đói, là trẻ bị còi xương. Được sống đã là quý, được sinh ra trên đời không phải bị thương tật đã là một điều may. Con nào dám trách mẹ, cuộc sống vẫn tối tăm, mẹ vẫn luôn vất vả bươn chải hoài tháng năm. Nhà nghèo con cố học, mẹ luôn động viên con, dù bao nhiêu khó nhọc mẹ cũng sẽ cố lo. Ôi ôi, mẹ là suối nguồn cho dòng sông tất cả. Mẹ là dòng sông sâu đưa con ra biển cả. Mẹ cũng là biển cả cho sóng mãi dâng trào. Mẹ lại là trời cao cho cánh chim bay lượn. Mẹ giờ tuổi đã cao như hoàng hôn sắp tắt. Nhớ mẹ, nhớ mẹ con chỉ thương, lòng con luôn nghẹn thắt. Nếu một mai đèn tắt, cả một trời công ơn
con chưa đền đáp được, xa xót lắm lòng con. Mẹ giờ như trái chín chỉ một ngọn gió bay, mẹ không còn đây nữa, mãi mãi những tháng ngày. Bài thơ Hình ảnh mẹ. Mẹ áo vá vai, quần săn ống cột, con trâu đi trước theo sau cái gầy. Cuộc đời nghèo khổ, mẹ chỉ làm nông, đất quê cằn cỗi, gạo cũng ăn đông. Hết mùa cấy gặt, bắt ốc bắt cua, chờ mùa nước nổi, có cá bán mua. Mẹ sống tần tiền, chắc chiu để dành, nuôi con đi học, tiền vay cũng đành. Con đỗ trường y, ra trường bác sĩ, ngỡ giúp mẹ nhiều, lòng mong báo đáp. Nào ngờ lận đận, đời chẳng ra chi, hình mẹ khắc ghi, lòng con ứa lệ. Mẹ nay đã già, năm tháng trống qua, thời gian không đợi, lòng con xót xa. Nhưng chỉ gửi lời thương đành để già, con tội với trời, con lỗi cùng đất. Lời nào cho đủ, dạ nào được yên, hình mẹ con nhớ, nỗi nhớ triền miên. Cuộc đời đảo điên, bao nhiêu muộn phiền, ước về bên mẹ, cho lòng chút yên. Mẹ tiễn con nhập trường bằng một nồi cháo vịt. Nồi cháo vịt thật ngon, hôm sau con lên đường. Gần 40 năm rồi, con vẫn còn nhớ rõ. Mẹ đã mua từ lâu con vịt xiêm mập ú. Mẹ nấu cháo ngon lắm, cháo có nhiều đậu xanh, mùi bốc lên thơm phức, cả nhà đã vây quanh. Cháo đã dọn ra nhanh, hôm ấy như đại tiệc, và chén nước mắm gừng mẹ làm rất là tuyệt. Con sắp phải đi xa, mẹ cho con đùi vịt. Không đâu, con nhường mẹ, mẹ lại cứ đưa qua. 6 năm dài đại học, con về chẳng mấy khi. Ra trường lại biền biệt, có về cũng mau đi. Cuộc sống cứ cuồng quay, con không gần bên mẹ, không chung nhà từ ấy, dù chỉ là vài ngày. Cuộc đời thật khắc nghiệt, chỉ vì phải mưu sinh mà chia cắt thâm tình, phải xa rời tổ ấm. Nhiều lúc lòng thật buồn, ước phải đừng ăn cháo để được gần mẹ luôn, con không cần bay nhảy. Nhưng chắc mẹ ngậm ngùi nơi quê nhà nghèo khó, nhìn đời con chôn vùi, chắc mẹ sẽ không vui. Nước mắt chảy về xuôi, tình thương cũng như thế, vẫn biết đời là thế, nhưng lòng con sao nguôi. Khi đời con nhiều tuổi, càng thấy tình thiết tha. Khi mẹ đã gần cuối, lòng con thêm xót xa. Rồi mẹ sẽ đi xa, con chỉ còn nỗi nhớ, sẽ chỉ là nỗi nhớ, nhưng lệ sẽ trào ra. Có lẽ vì thế nên mẹ sẽ luôn là tất cả, là người quan trọng nhất trong đời của tác giả, và với chúng ta chắc cũng sẽ thế. Vì hầu như mỗi người trong chúng ta ai cũng có một người mẹ đã
luôn hết lòng yêu thương và lo cho mình. Tôi xin kết thúc bài nhận định này. Xin cảm ơn các bạn. Đại tá Trần Thế Đề. Hẹn với sông tình muôn thuở, sẽ mãi yêu như vợ với chồng. Nước em đổ cho lòng anh mát, sóng dập dồn bao chiếc anh hôn. Và chính vì lẽ đó mà tôi hết lòng cảm nhận trong thơ tác giả Hương Nam bằng 4 câu thơ trong bài Anh và Em của tác giả. Như tác giả viết: đừng lạnh lùng hờ hững với nhau lâu, để chỉ sống với lòng mình có một nửa. Đừng hờn giận để ngày buồn không có chỗ giết đời ta bằng những nỗi u sầu. Để mỗi ngày ta trân trọng với tình yêu của mình, giữ gìn cho nhau vì ngày nào còn có nhau. Hãy yêu nhau thật nhiều, ngày nào mất nhau sẽ chia sớt chẳng được nữa đâu. Như vậy cuộc sống của ta sẽ trở nên tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhiều lắm. Và ta hãy nghe tác giả viết: hãy sống trong một vườn xuân đầy hoa lá, muôn chim ca vang dậy buổi bình minh, để thấy vũ trụ tưng bừng muôn sắc thắm, cho lòng mình vui sống kiếp phù sinh. Đời ngắn ngồi ai ơi đừng để phí, hãy yêu thật nhiều và sống như mơ. Không gì vui bằng duyên tình êm ái, đừng dại khờ để duyên kiếp thờ ơ. Trong bài Yêu, hãy yêu và giữ.